cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo phản ánh trong thời gian qua tại một số tòa quận ở thành phố Hồ Chí Minh như tòa án nhân dân quận Tân Phú, tòa án nhân dân quận 8, vân vân, có tình trạng khai mạc phiên tòa hình sự lúc 11, 12 giờ trưa, trễ quá xa so với lịch xét xử thông thường là 8 giờ 30 phút. Việc các phiên xét xử kéo dài xuyên trưa đã gây mệt mỏi cho nhiều người. Theo tìm hiểu, việc trích xuất bị cáo từ trại tạm giam về đến tòa để xét xử trễ là thực trạng khó khăn chung của một số tòa án hiện nay. Việc các tòa xử giữa trưa có nguyên nhân từ việc trích xuất phạm rất chậm do những nhà tạm giữ đang sửa chữa hoặc quá tải phải gửi phạm ở trại tạm giam Chí Hòa, cơ sở tại huyện Củ Chi. Điều đáng mừng là việc đảm bảo cho các bị cáo bữa ăn trưa vẫn được thực hiện tốt. Ông Trần Trọng Trúc, phó tranh án tòa án nhân dân quận 8 cho biết, từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, Nhà tạm giữ công an quận 8 phải tạm dừng hoạt động để xây dựng mới nên việc tạm giữ, tạm giam bị can, bị cáo phải thực hiện tại trại tạm giam Chí Hòa, cơ sở T30 ở huyện Củ Chi. Khi trích xuất được bị cáo đến trụ sở tòa án thì thời gian đều rơi vào khung giờ từ 10 giờ đến 11 giờ các ngày. Ông Trúc nhìn nhận việc mở các phiên tòa hình sự vào khung giờ trưa thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác của tòa án, tòa khó chủ động trong việc sắp xếp các công tác khác trong thời gian trước khi diễn ra phiên tòa trong lúc diễn ra phiên tòa và sau khi kết thúc phiên tòa, ảnh hưởng đến việc quản lý chung của lãnh đạo của văn phòng. Ông Trúc cho biết thêm, việc xét xử như trên đa số sẽ kéo dài xuyên giờ trưa đến giờ chiều, ảnh hưởng đến sức khỏe, tạo tâm lý mệt mỏi cho người tiến hành tố tụng, bị cáo cũng như người tham gia tố tụng khác và các cán bộ cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ phiên tòa, quản lý, giám sát các bị cáo bị tạm giam. Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Thanh Phong, tránh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi đã chỉ đạo tòa án các quận huyện báo cáo, tổng hợp lại tình hình rồi trao đổi với công an tìm giải pháp khắc phục. Trước đó, thực trạng tòa mở phiên tòa vào giờ nghỉ trưa được nhiều tranh án, thẩm phán bày tỏ rằng do tình trạng trích xuất phạm rất chậm dẫn đến việc phải khai mạc phiên tòa vào giữa trưa. Theo ghi nhận, các phiên tòa hình sự được xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều đảm bảo đúng thời gian ghi trên quyết định xét xử. Đặc biệt, những vụ án hình sự có nhiều bị cáo được dư luận quan tâm như vụ Vạn Thịnh Phát Thủ Đức House, vân vân, các bị cáo đều được dẫn giải đến tòa trước 7 giờ sáng. Trong khi đó, tại một số tòa án cấp huyện như tòa án nhân dân quận 8, tòa án nhân dân quận Tân Phú, phiên tòa được khai mạc rất trễ.